Đó. Hello chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video tiếp theo của Quân nha. Thì hôm nay mọi người thấy đây là trái dừa. Hôm nay Quân sẽ làm một cái clip để giải mã tại sao là bên trong trái dừa này nó có sữa. Và mấy hôm nay cộng đồng mạng khá là xôn xao về cái loại giống dừa sữa ở miền Tây này nha mọi người. Thì hôm nay Quân sẽ giải mã cho mọi người xem là như thế nào, để mọi người hiểu lầm là ở miền Tây có dừa sữa. Ở trên mạng mình thấy là đang bán là 200 đến 500 ngàn một trái luôn mọi người. Nhưng mà ở miền Tây mình xin nói thật là nào giờ mình cũng chưa thấy cái giống dừa sữa này luôn. Ok, và không để mọi người chờ lâu nữa thì mời mọi người xem video coi Quân hướng dẫn làm một trái dừa sữa như thế nào nha. Mà trên thị trường bán với giá là 200 đến 500 ngàn một trái luôn. Để làm một trái dừa sữa thì ở đây mình cần có là cái dao, cái muỗng và một chiếc đũa nha mọi người. Và đây cũng là thành phần không thể thiếu trong trái dừa sữa. Đây là một bịch sữa tươi. Và đây là để keo dán sắt để mà mình dán cái này nè mọi người. Dán lại. Trước tiên mình sẽ lấy cái dao. Mình sẽ cởi cái cuốn ra nha mọi người. Đây, và đây mình đã khui được rồi nè mọi người. Đó. Khui cái này lên luôn. Đây là cái nắp nha mọi người. Mình để riêng nha nè. Rồi mình sẽ lấy một cái muỗng á. Cái muỗng nè, hoặc là con dao tay, con dao mũi nhọn đó mọi người. Mình đâm thẳng vô đây. Thấy nước trào ra không? Nó như vậy đó. Đó. Mọi người coi kỹ cách làm của Quân nha. Đó, trên mạng nó làm như vậy nè. Mà nó bán một trái dừa là 400-500 ngàn nha mọi người. Chứ thật sự ở miền Tây là mình chưa thấy trái dừa nào mà ra sữa luôn. Đó, đơn giản vậy thôi. Bây giờ Quân đã khui được một cái lỗ nè. Bây giờ Quân sẽ đổ nước dừa ra. Ok, bây giờ Quân bắt đầu đổ nước dừa ra mọi người ơi. Đó. Như này. Lật cái dừa lên. Đổ ra thôi. Đó, mọi người thấy không? Đơn giản, dễ làm. Ok, và bây giờ Quân đã đổ xong một trái dừa rồi mọi người. Đó, mọi người thấy không? Ok, tiếp theo là công đoạn mình đổ sữa vào trong trái dừa nha mọi người. Đó, bây giờ đây là bịch sữa tươi nha. Rồi Quân sẽ khui và đổ trong vô trái dừa này nè. Đổ vô ngoài rồi. Đổ khéo để hơi tràn ra ngoài nha mọi người.
Ok, và đây là khâu quan trọng của trái dừa sữa nè mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái nắp này nè, mình đẩy lên đây. Nhưng mà mình sẽ lấy một cái loại keo, đó là keo dán sắt, và mình sẽ tha xung quanh đây nè, chậm chọn đây và dán lại cũng đơn giản. Đó, vậy thôi. À, đừng có cho chảy vô trong sữa của mình nha mọi người. Đây mình để đây là khoảng 5 phút, khoảng 5-10 phút gì đó là thấy cái này nó sẽ tự động nó cứng lại. Và đây là trái dừa của mình đã hoàn thành rồi nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Y như thiệt luôn. Mọi người nhìn vô, mọi người đâu có biết là trái dừa này đã qua làm đổ sữa vô bên trong đâu, qua tái chế đâu, thấy không? Đó, đơn giản thôi mà bán ra thị trường 200-500 ngàn. Mà không, mình không biết nghĩ sao mà mọi người làm như vậy được. Chứ ở miền Tây mà mình chưa gặp cái loại dừa sữa như thế nào luôn mọi người. Đó, nếu mà mọi người thấy video hay thì mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Quân nha, xem những video mới nhất của Quân nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video rất nhiều.